Rồi xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai cúc thọ hương ha. Đó là dảo nhung, dảo thu đất ghép dầm mùa cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Không là mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Và rồi chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai để mình về mình chơi Tết năm 2024 rất là chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Hàng vô dây chỉnh sửa rồi ha. Thì không làm mất thời gian nữa em vào luôn cây mã số 40C. 40C là một cây cúc thọ hương dáng bay nha. Đó, cây dáng bay nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Cây này lên nụ rồi cô chú anh chị ha, dáng bay luôn cô chú anh chị. Nụ nè. Nụ khá luôn ha. Hoành thân cái này là mình được 25 nha cô chú anh chị. À, nguyên cái cũ quá, xá cái cũ. Cái cũ dưới này là mình được 40. Rồi. Chiều cao thì nó có 42 thôi. Chiều ấy thì nó được, chiều bay nó là được 100. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn bao phí ship nha. Rồi 800 ha. Rồi. Rồi đợi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 41C. Tiếp theo mã số 41C. 41C cũng là một cây thọ hương phong cao nữa nha cô chú anh chị. Cây này thì nút nụ quá chừng luôn, đang chạy nụ quá chừng luôn. Nụ là cô chú anh chị rất là nhiều nha. Già mùa cô chú anh chị ha. Hoành thân tại điểm này là mình được 22 nha. Rồi. Chiều cao là mình được 112. Tán ra mình được 81. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ là 700 ngàn em bao phí ship nha. Rồi 700 ha. Rồi đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 42C. Rồi. 42C đây là một cây dảo thủ đức già mùa nha cô chú anh chị. Cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Hàng liền thân hiện cốt y như một cây rin luôn nha. Bông thì quá chuẩn đạt chuẩn luôn. Rồi. Nút nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hàng vô nụ, hàng bao chơi Tết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nụ cực kỳ nhiều luôn nha. Cái hàng này mình ghép được bao lâu rồi hả bà chủ? Cái hàng này mình ghép là được 10 năm này. Rồi. Ồ, cái vàng đế như con thú nằm luôn nè. Nó liền cái đầu ghép nè cô chú anh chị ha. Ngay đây nó có con cục dư ra nè cô chú anh chị ha. Cái này cô chú anh chị mình mua về chân cũng có ý nghĩa lắm cô chú anh chị ha. Mình năm nào mà Tết mình chân á là mình có cái cục dư nha. Đó, năm nào mình cũng có dư hết nha cả nhà. Đó. Quá xa lạ rồi. Này chắc dư này dư ngọc hay gì cục tròn ẩm à. Dư ngọc á cô chú anh chị ha, dư vàng dư ngọc. Ở đế là ngon. Hoành thân là mình được có 17 nha cô chú anh chị. Cái này là đế. Cái này là gốc phôi vườn hả bà chủ? Gốc phôi vườn. Ờ mà nó liền như cây ghép gốc nhớt liền cốt cô chú anh chị ha nè. Thấy ghiền không? Quá xa đã luôn cái đế như con thú bàn ra luôn. Rồi. Cái đế này thì nó bích luôn cái nó bỏ ra bích luôn cái chậu 3,5 cô chú anh chị. Rồi, chiều cao tới ngang bà chủ. Chiều cao mình được 110. Rồi. Tán ngang là mình được 108. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2.200.000 nha. À, 2.200.000 mình bao phí hả bà chú? 2.200.000 là em bao phí ship cho cô chú anh chị em về chơi Tết năm 2024 ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 43C. 43C cũng là một cây dảo thủ đức nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này cái tàn khủng khiếp, cái tàn tròn cô chú anh chị nha. Cây này bự lắm cô chú anh chị ơi. Nụ thì phải nói là siêu nhiều nha. Siêu nhiều nút nụ luôn nha. Nói chung là hàng này cô chú anh chị em mình yên tâm về nút nụ. Ôi như con thú nằm nè cô chú anh chị, cất cái đầu lên ha. Quá xa đẹp. Trời ơi ghép được một bo mà liền nữa nè. Cất phôi vườn mà liền đậu hết. Cái hàng này phôi vườn mà ghép liền hết trơn luôn á cô chú anh chị. Mà cây này sẽ lên nó bể xù da me lên hết trơn nè cô chú anh chị. Rồi không xấu luôn hả bà chủ. Cái này sao nó càng lớn càng đẹp. Nay nó già nó bể sụ trên hoành thân được 16. Rồi. Cái nồi đế nó là bích nó nằm muốn bích cái chậu 3,5 này cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao mình được 104. Rồi. Tán ngang mình được 110. Rồi.
Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình, giá cũng chỉ có 2 triệu 2 em bao phí ship nha. Rồi mà đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 44C. Rồi. Đó, 44C, đây là một cây giảo nhung nhân cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá xá cái tàn luôn cô chú anh chị. Tàn lên này cái mâm này. Em cũng mới nhập về được có mấy cây à cô chú anh chị. Nó cây đẹp không ha. À. Rồi. Cây quá chuẩn luôn á. Ồ cái đế như cái bình luôn cô chú anh chị à. Đó, nó như cái bình hồ lô luôn. Nói bình chung là nó bè cái bình cái hàng này thì người ta ghép được là 10 năm mười mấy năm cái này thì cô ghép chú được chị. ba bo hả cô chú anh chị ha, cái tàn khủng khiếp là thông số lắm mà chú ơi. Cái cây này thì quá trời đẹp với cái gốc cô chú anh chị, hoành thân được 16, cái củ dưới này là mình được 30. Chiều cao mình được 99. Tán ngang mình được 122. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu 500 ngàn em bao phí ship nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 45C. Mã số 45C. 45C cũng là một cây giảo nhung nữa nha cô chú anh chị. Cái tàn quá xa cái tàn. Quá đẹp. Xuất sắc nha cô chú anh chị, xứng đáng đồng tiền bát gạo mình mua nha. Nãy giờ em thấy nói chung thật sự mà nói nha cô chú anh chị ha, năm nay cái giá này nhà vườn đưa ra rất là rẻ rồi cô chú anh chị. Tại vì nếu như mà so với mặt bằng chung hồi năm ngoái em đi quay á, thì thật sự mà em thấy là nếu như mà cái cây mà liền đấu ghép phôi vườn mà liền có 10 mùa như thế này á, cô chú anh chị mình mua bèo gì cũng phải là 3 triệu rưỡi đến 5 triệu một cây đó. Năm nay giá cây em thấy nó cũng tương đối, nói chung là nó ngang ngửa chín mùi với lại cái năm rồi, mà giá nó chỉ có khoảng 2 triệu mấy một cây thôi mà nhà vườn bao phí vận chuyển cho mình đó, quá rẻ luôn cả nhà. Tại vì nói chung thì cũng theo thời điểm, chứ nói chung nhà vườn nuôi thì cũng tội nghiệp nhà vườn lắm, nên mà cô chú anh chị em mình nguyên mua chơi thì cũng rất là thoải mái luôn. Cái này nguyên cái củ nhân thú nằm là cất cái đầu lên, cái này ghép được 3 bo ha. Hoành thân mình được 18 ăn cô chú anh chị. Rồi. Tổng cái nồi đế nó là mình được 40. Cái củ tròn ở dưới nha cô chú anh chị. Chiều cao mình được 99. Tán ngang là mình được 109. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2 triệu 200 ngàn nha. Rồi 2 triệu 2 ha. Mình bao phí vận chuyển ha bà chủ ha. Đúng rồi. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 46C. Mã số 46C cũng là một cây giảo nhung nữa nha cô chú anh chị. Quá xá cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Em thấy cây này hình như là nó lên xù da me luôn cô chú anh chị ha. Mà cái này đang cô chú anh chị mình xem tàn với lại nút nụ trước ha. Thì hôm nay em quay cũng có quay nụ á cô chú anh chị, nhưng mà em quay nụ hơi ít á. Cô chú anh chị mình cũng có góp ý với em á là quay nụ gần Tết thời điểm này thì mình quay nụ nhiều nhiều lên cho cô chú anh chị mình thấy nụ được nụ ha. Thì đây em quay nụ nha. Thì nói chung á làm nụ thì cái này em nói thấy nụ nhiều thì em nói bao nụ ha, cho cô chú anh chị mình thì cứ an tâm. Tại vì nói chung á là cái này cô chú anh chị mình thấy nè, lá dày vậy nè, mình quay nhiều khi cô chú anh chị mình thấy không được hết toàn bộ nụ của nó đâu đó. Nhưng mà em nói đảm bảo với cô chú anh chị mình, cái này là mỗi mắt lá đều có nụ nha đó. Cô chú anh chị em mình xem nè, cây này lên xù da me quá đẹp nè. Cái nhàn đế thì quá dữ luôn đó. Cái này ghép được 2 bo nha, lên xù da me luôn, liền đầu ghép 3 bo. Cây này ghép được 3 bo chứ không phải 2 bo nha. 3 bo. Để em nói 2 bo cái lên tới chỗ bà chủ giao lên, nói ủa tôi mua cây 2 bo rồi cô chú bà giao cho tôi cây 3 bo, phải cây của tôi không chết nữa. Hoành thân cây này là được 21. Rồi, để có nha cô chú anh chị. Bàn ôm ra luôn rất là đẹp nha. Mấy cái này hàng thuần chậu dữ lắm nha cả nhà. Chiều cao mình được 100. Rồi. Tán ngang là mình được 115. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2 triệu 300 ngàn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 47C phải không? 47C. 47C đây là một cây giảo thủ đức nha. Cái tàn quá xá cái tàn cô chú anh chị ơi. Nói chung thì mấy cây già mùa như vậy nè cô chú anh chị.
Cây này em đứng rất cũng rất là xa nha cô chú anh chị, khoảng 2 mét luôn á, hơn 2 mét. Hơn 2 mét mà mình nhìn cái tàn vẫn còn khủng khiếp cái tàn ha. Hơn 2 mét á, em đi 4 5 bước chân mới tới nha cô chú anh chị. Nụ vàng nụ cũng phải nói là ok luôn cô chú anh chị ha, sáng nụ dữ lắm nha. Cây này thì mình ghép được 2 bo. Rồi cây như con thú nằm nè, có 2 chân ngoài sau ha. Cây này phải có 2 chân nha. 2 cái chi trước nữa là cái cây này ra con thú dữ dằn đẹp luôn ha. Này cô chú anh chị nào mình vì mình biết ghép cái chi á, mình ghép thêm 2 cái chi trước nó cho cây này nó đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi vì mình khai thác mình nâng cái đến lên tí xíu ha. Mình ghép chi vô đây, ghép vô 2 cái chi vô đây nữa nha cô chú anh chị, là cây nó đẹp dữ dằn luôn á. Quanh thân mình được 18 nha. Rồi, cái này mình ghép chi, mình ghép thêm 2 cái cây mà cái cây gốc dữ dằn kẹo. Gốc mai con cô chú anh chị ha, mà mình lựa cái cây lò xo 3 vòng á cô chú anh chị ha. Đó, 3 vòng, 4 vòng á. Mình để ra mình ghép vô đây mình quay gần trước nữa là ra cái chân cái có cái móng luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là mình được làm 97. Rồi. Tán ngang là mình được 107. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 2.200.000 thôi nha. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Bao ship luôn hả bà chủ? Bao ship hàng này em đưa ra là em đã bao ship cho cô chú anh chị em gần xa mình nha. Rồi, mình đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 48C. Rồi. Đây là một cây giảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi, 48C giống gì? Đây mình nói lại gì mà em bà chủ? À, cây 48C là một cây giảo nhung nha. Rồi. Ờ, cái đế như con thú quái thú nằm nè cô chú anh chị ha, cái chân nè. Nè, em nói nè, có chân ba móng, bốn ba móng vậy nè cô chú anh chị ha. Mình kiếm cái cây quấn rễ lò xo mình ghép vô cái cây hồi trước cô chú anh chị ha. Nó có ba cục ngay đây, vậy. Cái thân ghép vô vậy mình làm chi ha. Cái cây đó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đó. Nụ ha, khá nụ nha cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn bà chú ơi. Quỳnh thân cái này được 19. Rồi. À, do mấy cây này bự đó cô chú anh chị ha, nên em quay cũng hơi kỹ hơn tí xíu cô chú anh chị mình ha. Rồi chiều cao tán ngang bà chủ. Chiều cao mình được 125. Rồi. Tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.300.000 thôi nha. Rồi 2.300.000 mình bao phí ha. 2.300.000 là em bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình ha. Rồi, cây này thì mình có ship chậu không bà chủ? Cái hàng lâu này thì em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Vì rồi. Cái hàng này hàng nó rất là già mùa rồi nên chậu cái phân nó đã ăn cứng luôn nè. Nó cứng ngắt luôn, rễ nó bỏ cứng luôn nên mình gỡ lên là cây nó bình thường, cây rất là ok, không có sao nên cô chú anh chị em mình khỏi sợ động nha. Rồi, thổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 49C. Rồi. 49C, đây là một cây giảo thủ đức nha cô chú anh chị. Nó một cây lùng lực. Đó, ở cái tàn khủng khiếp, cái tàn cái này như cái mâm xôi luôn cô chú anh chị ha. Quá tuyệt đỉnh luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy ha, nụ ha. Chi chích nụ luôn cô chú anh chị ơi, nhiều nụ lắm nha. Em bao nụ cho cả nhà mình cứ an tâm. Đó, em nói thiệt cái nào cái đó cô chú anh chị cứ an tâm nha. Đó, nè, cây lên da luôn, lên sụ da me hết cô chú anh chị ha. Đó, cây này thì mình ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị mình nha. Đó, gốc thì vàng ôm ha, gốc củ nở luôn vàng ôm luôn, lên da me luôn cô chú anh chị ha. Hoành tại điểm này là mình được 24 nè cô chú anh chị. Rồi hoành là 24 ha. Chiều cao là mình chỉ là mình 86. Rồi. Tán ngang là mình 120. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi cây này cuối clip luôn hả bà chủ? Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Rồi. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em nữa ha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại clip sau ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.